giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi? Lết. Lúc đó ông Vũ em á. Mặt vàng dễ sợ. Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi, có vô gì xảy ra hay không? Hả, có gì không? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Nó sẽ đến anh. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Em tên là Lê Hoàng Sơn, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là một tài xế. Sinh ra và lớn lên ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chứ tại mà lái xe mà, hồn sòn nó cấn cái vô lăng chết luôn. Mấy còn em? Dạ em chào anh Quốc Thượng, chào chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thị Diệu, em 25 tuổi, em thì ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hai chồng đang ở quận 12 à? Dạ quận 12. Em làm bên nail ạ. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Vô tình là hai đứa em cùng đi đến một sinh nhật của một người bạn. Đến đó thì mới gặp nhau. Chỉ có em thích vợ em thôi chứ vợ em không có thích em. Tự nhận luôn rồi. Có nghĩa là em nhìn cái nhan sắc của vợ em là em bị choáng ngợp liền. Dạ đúng rồi anh. Ủa cái đây là mấy năm rồi ta? Chắc cũng phải 6-7 năm rồi. Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi? Lết. Ấn tượng đầu tiên với ổng là mình chỉ cảm thấy ghét. Sao mà cái người này nói nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì em chắc chắn rằng là em phải lên chiến thuật để em cua người đẹp này đúng không? Lúc đó vợ em học nghề ở gần nhà em. Ở trên vợ em mỗi sáng thì đi xe buýt. Thì em lúc đó thì cứ đứng ngay trạm xe buýt, đứng đó là chờ vợ em vừa xuống là em hốt đi ăn sáng em. Ủa mà sao em dễ dàng cho hốt quá vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản, có người bao ăn sáng là được, mình đỡ tốn tiền thôi. À. Rồi cái khoảng thời gian nó kéo dài bao lâu? Rồi bao lâu là chính thức tụi em yêu nhau? Khoảng 2 tháng anh ha, khoảng 2 tháng sau. Ừ. Lúc đó em nghĩ đơn giản, có người để mình rủ đi ăn nè, có người nạp tiền điện thoại cho mình nè. Mười mấy tuổi phải không? Dạ, lúc đó em mới có 17 tuổi. Bởi vậy mà cứ đích là cứ đồ ăn rượu là dạ. Nhưng mà em nói nghe nè, em có lo lót cho phụ huynh không? Lúc mà em cô vợ em á là khó lắm. Mà em phải chơi chiến thịch là em lên chơi chung với lại ba vợ em bây giờ. Rồi sau khi coi như là chinh phục được cô gái này rồi. Dạ. Thì cái mối tình của hai bạn nó tiến triển như thế nào? Thời gian mà hai đứa quen nhau có một kỷ niệm là hai chồng không bao giờ quên. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Đó, đó có hai vợ chồng anh. Đi hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh là ông này ông có chơi cái chiêu là phụ huynh giống như là lo lót là trong nhà cũng có chuyện buồn, kêu em giữ nhà. Tự nhiên cái ông thấy em buồn không điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi. Mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Nha Trang rồi ở ngoài rồi ở làm sao? Từ từ cho em nó nói xong. Em tao cái chỗ này là thiệt. Mà đi Nha Trang anh ơi, lúc đó em không có tiền. Vận động tài trợ hết luôn, được có 3 triệu à. Ra tới Nha Trang chưa biết gì hết, em mua 2 vé về trước là cho chắc ăn lỡ mà hết tiền. Có hết tiền vẫn còn có đường về nhà. Đúng rồi. Tại vì ở là tới 2-3 ngày lận. Khi đó tụi em chỉ ăn bánh mì. Thôi cái đó không sao đâu. Bây giờ mình kể cái chi tiết mà mình ở trong khách sạn đó. Cái quan trọng là ở đây. Dạ. Với cái số tiền đó ở mấy phòng, một phòng thì mấy giường. Dạ, chắc vì lý do kinh tế nên tụi em chỉ ở một phòng. Mà quan trọng là 17, vô chồng đưa giấy chứng minh nhân dân người ta có nhận hay không. Dạ, chỉ đưa giấy chứng minh của chồng. Chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông Vũ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi, có chuyện gì xảy ra hay không? Hả, có gì không? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Rồi sau đó thì sao? Sau khi nó về là em mới bắt đầu em hai đứa yêu nhau thấm thiết á. Không phải là quan trọng chuyện trong phòng đâu, mà tại vì ổng làm nhiều chuyện gì cho em quá nên là em cảm động. Nhiều chuyện gì là chuyện gì? Trời mưa gió em đang đói. Ổng đi mua cho em á, nhiều khi có một ổ thôi. Về ổng bắt em ăn. Cái em mới nói là sao anh không ăn. Cái ông mới nói với em là thôi anh no rồi, nãy anh ăn trên đường về rồi, mà trời mưa sao mà ăn, trong khi đó chạy xe máy nước mưa không sao mà ăn được. Đi đến đâu ông cũng lo lắng chăm sóc cho em dữ lắm. Nói tóm lại là sau cái lần đó là tụi em chính thức yêu nhau. Dạ đúng không? Phải nói là em mới bắt đầu, em bắt đầu yêu, yêu anh. Dạ đúng rồi. Và cưới nhau là được mấy năm rồi? Làm đám cưới là 2 năm 5 tháng, còn đăng ký kết hôn là 3 năm. Lý do? Nói chung là lúc mà mẹ em gặp vợ em á là mẹ nói trời, nuôi gì mà đẹp dữ vậy. Lúc đó em sợ là em giữ không được. Đúng vậy, sợ sau này rồi đổ vỡ thì lại khổ. Lúc đó mẹ chồng em á, thấy chồng em á là hiền với lại giống như là sợ bị em ăn hiếp. Nhưng mà em làm cách nào để mà em có thể mà đến được với nhau? Em giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước á, ông đến nhà em thì ông rất là bình thường.
điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tên tự nhiên cái lên nhà em điện thoại không tắt chuông, hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời, thằng này nó có bạn gái khác hả ta. Cái lúc đó em ghen, em nói là cái ông nói thật luôn, là ông nói là mẹ anh như thế đó. Em tức quá, ngày mai em xách xe lên nhà mẹ chồng em gan lắm. Em nói ủa bác ơi, sao bác không cho con với anh Sơn quen. Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn, chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói trời, sao con nhỏ đó nó gan dữ. Tôi chưa thấy đứa nào nó gan như nó luôn á. Dạ vậy thì mới có được kết quả tốt. Dạ đó, nhưng mà không? Sao em thấy tình hình không ổn nên bây giờ em nghĩ là em thấy ngu nè, là em nói anh ơi em thấy tình hình không được đâu, thôi giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Thì ổng lúc đó là ổng nghe lời em lắm, bây giờ em nói con chó là con mèo ổng cũng nghe theo. Cũng vậy. Dạ em về em lén lấy sổ hộ khẩu, em lấy giấy tờ này kia, tại mẹ em giữ hết mà, như đi ăn trộm. Rồi sau đó là hai đứa ở với nhau như vợ chồng đúng không? Không có biến cố gì xảy ra nữa. Đăng ký kết hôn xong rồi lại gây lộn nữa, gây lộn cái vợ em cũng đi nhiều khi đi chơi á, nói giờ bà mà đi chơi ở đâu là tôi đưa giấy đăng ký kết hôn quăng trước mặt các bà không biết tâm thế nào lợi hại. Thì đi chơi trong lúc đó cũng đã chia tay, có nam có nữ anh, lúc đó hai đứa đang giận lộn mà. Thì em nghĩ đơn giản thôi, chia tay thì thôi. Hỏi cái em đi đâu, em đi chơi với bạn em, công đi lại đó, ông nói vợ tao cái em mới nói giọng là thôi giờ ly dị đi. Ông mới nói muốn đi vậy thì tự đi một mình đi. Lúc em mới nói là em nghĩ em ngu, ông cũng chửi em ngu luôn. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự rằng là bỏ qua hết tất cả những gì xung quanh mà có thể chấp nhận về lại với nhau, không còn biến cố nữa. Rồi hai đứa quay lại rồi bác sĩ bảo cưới nên phải cưới thôi. Tụi em đã có em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. Mà lúc rồi mà nghe có tin có em bé vậy là có vui không? Lúc đó em sợ lắm. Lúc em đó là em mới 23 đúng không? 22. Dạ là lúc đó là em đã bắt đầu làm riêng ở ngoài rồi. Em á thì em không có biết có thai, em cảm thấy nhức đầu chóng mặt này kia, thì em nói ông là ông đi mua thuốc cho em đi. Cái ông cũng đi mua thuốc, tự nhiên về ông đưa cái que thử thai vô mặt em, cái ông mới nói thì em cứ thử đi, thử ra hai vạch em muốn xỉu. Gia đình hai bên có biết em có cái bầu sự, cái sự việc là dạ có bầu không khoảng chừng 5 tháng sau gia đình em mới biết. Một đám cưới nó diễn ra rất là bình thường, là đám hỏi xong rồi tụi em đi chụp hình cưới, rồi khoảng 1 tháng mấy 2 tháng sau mới đám cưới. Nhưng mà không thấy bụng hả? Không, là lúc đó em rất là nhon. Dạ khi mà đám cưới xong là gần 5 tháng rồi là không ai biết gì hết. Chị có bầu 5 tháng rưỡi cũng không ai biết luôn. Ờ em có bầu 2 tháng là biết liền. Ở với nhau như vậy thời gian rồi, quen nhau cũng thời gian khá dài. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra không? Nhiều lắm. Nhiều rồi lắm. Tới giờ rồi đó. Đó. Dạ. Tới giờ đi em. Bây giờ mà giấy mà em viết thì là cầm chứ không hết. Dạ thôi giờ mình lấy cái tật xấu nào mà nặng nhất ra đi em. Ông ơi dơ kinh khủng. Hồi lúc mà mới quen em đâu có biết đâu. Khi mà quen nhau mấy năm, khoảng 2 năm mấy, đi coi kịch chị Hồng Vân, nghe cái mùi gì nó hôi hôi. Không phải là hôi nữa mà nó chua chua, thì đây là cái áo của ổng. Mấy ngày sau mình lại nằm lên đùi ổng cũng gì chua 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 nữa. Dạ thì ổng mới nói thiệt với em là quần 2 ngày chưa giặt. Ổng nói thường thường đồ của anh cả tuần mới giặt, ngày nay mặc cái quần này với cái áo kia, thì ngày mai áo kia với cái quần nọ. Vậy đó, tại nó cứ đổi qua đổi lại nhiều, nói nhiều lắm. Khi xỉn vô nói rất là nhiều, nhiều tới nhiều khi mà em bực quá em nạt một cái, em tán một cái không mới nín. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Ở đây nói xấu được mà đúng không chị? Đúng. Trời vui. Dạ. Thoải mái em. Nhậu nhiều nữa. Hồi tài xế trước mà nhậu là lý hồi do trước gì? Khi mà yêu em á là bao vậy nhiêu là bây giờ là nó thay đổi hết. Không. Là cái ngày hôm đó là ngày tình nhân anh ha. Cái ổng lên ổng tặng cho em một bó bông. Ông nói em ơi anh tặng bông em nè, Dũng công ty nó ế giờ tặng em. Trời ơi. Giờ để nhà nhiều quá, giờ mẹ anh kêu em tặng cho em nè. Bông này ai, không có cúng được chị. Ai khiến ông nói câu đó chi vậy? Rồi bây giờ tới bạn đó, bạn Sơn. Dạ. Giờ em nóng tính ghê lắm, làm bếp làm nút thì có kéo có nút gì. Giờ em nói đang cãi lộn, giờ nói giờ anh muốn gì là em đằng kia kìa, muốn qua đằng kia luôn. Là bỏ chạy hả? Thôi mới có cầm lên, giờ anh muốn gì là em chạy ra khỏi nhà ông luôn rồi. Ông nhát gan lắm, em đang cắt đồ, em lên like hay này kia, em đang cầm để cái kéo đó. Em đưa vậy thôi, ông bỏ chạy mà tới mức mà cái xe ông dắt được mà đôi dép ông còn để lại. Chạy mất dép. Vừa chạy mà còn vừa la nó chú ơi chú hơn vậy, nó đâm con này kia. Có em cái thời đó là em, cái tiệm tóc á mà em phải chuyển chỗ đi luôn á. Rất là nóng tính, khi mà giận lộn là trong tay có cái gì là phang cái đó. Mà lỡ quên vợ em đang cầm con dao mà quên, tưởng đâu cây chổi chổi em một cái sao, em sao mà chụp dao được, sao mà chụp dao được. Em đâu có một chỗ cầm. Ghi lộn với vợ là bao giờ cũng là kèo dưới. Đúng dạ đúng anh, lúc nào cũng vậy á. Ông hồi trước khi cưới thôi chứ sao là anh kèo trên không? Dạ. Phải không? Là ông có cái tính này đó nè, là giận nhây á. Nhiều khi ổng đi nhậu nha, ổng bỏ mẹ con em nhà một mình,
cái em nói ngày hôm nay, ngày mai ông đi hơn giờ đó nữa. Vậy đó, nói đi nữa rồi sao? Tới cái tiết mục của em nói xấu vợ mà. Ờ đúng rồi, kể đi. Vợ chồng công bằng mà. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Em nhiều tật lắm, vợ em kể tới sáng luôn á, chết em á. Thứ hai là rất là ở sạch. Mà em cái thì rất là ở sạch xấu hả? Nhiều khi ở sạch nó hơi quá lố. Bước vô phòng mà có mùi lạ cái là vợ em cầm chai xịt phòng. Không cần biết là nó như thế nào hết. Xịt cho trước thì còn mà bước nhước vô nhà mà có cát là vợ em không chịu. Đi mà cầm cầm chân là không chịu. Mình tính mình thanh niên mà giờ về liếc ở vợ cũng phải thay đổi. Giờ liếc nó cũng chưa thay đổi gì luôn á. Giết được cũng sạch bớt á. Dạ cũng sạch bớt vậy. Hồi xưa ở dơ 10 hiện giờ cũng còn ở dơ được 5-6 đi. Ngoài hai tính đó ra thì nói chung là vợ em hoàn tốt hảo. Hết mà. Nhân đây thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nói luôn đi. Nói chung là bớt nóng với lại cha con anh là được. Rồi bây giờ tới em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nào? Em thì những tật xấu của anh thì em chịu được, có trong cái khả năng chịu được, tại vì thương là sẽ chịu được thôi. Là muốn anh bớt nhậu lại. Nhưng mà em từ nào buông vô lăng ra em mới nhậu. Em nhậu là buông vô lăng là nhậu là để cho nó an toàn. Nhưng mà thực ra cái nhậu này nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Nhiều khi ổng nhậu với ba em á, chưa đã, về nhà cầm lon bia uống. Thì cái đó là nhậu lầy thì ý chị là em nói chị là cái tính chồng em lầy. Ừ, làm sao cho nó sức khỏe nó tốt. Uống thôi. Uống ly thôi, hoặc một ngày uống lon bia thôi là tốt. Còn em á, cái nóng tính này thì chị không biết nóng là nóng cỡ nào, nhưng mà cái chuyện nóng với lại cái chuyện mà mình cầm cái gì mình chọi cái đó là hai cái nó khác nhau. Hồi trước thôi chị, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Đỡ và nếu bỏ được thì bỏ, ví dụ như có thể nói lớn được, có thể la được, nhưng mà những cái đạo cụ á gồm có dao kéo chổi xẻng gì á thì xong dẹp chung đi. Với ổng mới là phải gì nè, nói thường ổng không có chịu dừng hay là chịu này kia, ổng ngay nên là những cái hành động đó ổng mới sợ mới chạy đi thôi. Còn ngoài ra thì cặp này là quá đẹp đôi rồi. Cảm ơn anh. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Việt Thắng, 25 tuổi, em đến từ An Giang. Hiện tại em đang công tác ở bên ngành bảo vệ thực vật, phụ trách khu vực tỉnh Đồng Tháp. Mời em. Dạ, em tên là Lê Thị Tuyết Băng, em 25 tuổi, đến từ Long An. Nghề nghiệp của em là kỹ sư bảo vệ thực vật. Hai bạn đều làm bên nông nghiệp đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao cơ duyên nào gặp nhau ta? Hai đứa em là học chung một lớp đại học, cho nên là gặp nhau là trong lớp đại học đó. Lúc đó là chồng của em là cũng giống như bây giờ, không có khác gì hết, giờ khoảng năm mấy ký thôi, cao 1m8, là giống như một cái bộ xương di động vậy đó. Nhưng mà anh ít nói lắm, mình thì không có ấn tượng nhiều. Còn em trong lớp thì em lại năng nổ, nhiệt tình tham gia mấy cái hoạt động á. Lớp thì rất là ít nữ, nên mấy ông địa mấy bà băng ông này ông mới thắc mắc, ông mới đăng ký nhóm thực hành chung với mình. Tiết thực hành đó là mình phải đi tưới cây vào mỗi buổi sáng, mà cứ tới lịch của em xách thùng vô tới là có người tưới rồi. Chính là sau này là đây. Nhưng mà trong cái lớp đó là bao nhiêu cô gái? Lớp của em học là 130 mấy người, nhưng mà chỉ khoảng có 30 người nữ thôi. Em là nghĩa là đánh theo cái hướng là mưa dầm thấm lâu ấy thôi. Lúc đó thì em đã có địa người nào chưa? Dạ, lúc đó là em đã có bồ rồi. Có bồ. Dạ, thì khi những người đó để ý thì dĩ nhiên là mình không có để ý đâu. Mãi cho tới khi mình giống như mình bị phản bội rồi á, thì cái ông này cũng tiếp cận ngay đúng cái thời điểm đó. Là mình lại dính câu. Nghe nè, cái thời gian mà hai đứa yêu nhau đó, thì đó là còn rất trẻ, còn sinh viên, lại dưới quê nữa. Anh muốn hỏi là cái nụ hôn đầu tiên của mấy đứa là như thế nào? Thì ai chủ động hôn? Dạ. Em rồi, tại vì em là có kinh nghiệm hơn. Mới bắt đầu quen thì ông nói là trước đây tôi cũng có quen người khác rồi, có này kia nọ với người đó rồi, nên là đặng cho cái tình trường nó bằng em. Nhưng mà cuối cùng khi em hôn á thì em thấy ảnh vụng về lắm, thở giống như đúng không? Giờ giống như là đang hô hấp nhân tạo vậy anh, hít vô bằng mũi nhưng thở ra bằng miệng, là em nhận không? Em nhận còn CO2 thôi. Rồi bây giờ hôn ổn chưa? Giờ là ổn lắm. Không ổn chứ. Nói nghe nè, rồi bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Quen nhau 3 năm thì tụi em mới cưới. Có những cái biến cố gì xảy ra trong cái thời gian yêu nhau không? Dạ, trong thời gian yêu nhau thì không có. Nhưng mà trước ngày cưới một ngày thì hai đứa em là chia tay nhau ở trên Sài Gòn. Xong rồi một người thì về Long An, một người thì về An Giang. Thì trên đường về thì em bị té xe. Xe máy à? Dạ, xe máy bị gãy xương cánh tay trái. Không phải cái vết xẹp. Dạ, đúng rồi. Rồi gãy xương đòn phải. Xong rồi cái chân trái mình bị xa khớp. Là giống như một người đang bị gãy cột sống mà nằm trên đường thôi.
cũng không bất tỉnh nhưng mà nước mắt sống cứ chảy. Vì em chỉ nghe biết. Mọi người kể. Nhưng mà em biết không? Dạ không. Cho tới đám cưới mổ xong là em mới biết. À. Có nghĩa là em cái đó là trước khi cưới phải không? Dạ, trước khi em cưới. Bị tai nạn như vậy, em phải chữa trong bao lâu? Dạ khi đó là trước một ngày thì trở lên thì nắng khớp chân xong á thì em quyết định là về quê với ba mẹ để tổ chức đám cưới luôn. Đó là quyết định khủng của em lúc đó là quá cận với cái đám cưới. Mình không có hủy được mấy cái món ăn rồi khách khứa mình hủy không kịp. Thành ra là chỉ hủy được cái gói mà trang điểm cô dâu, quần áo cô dâu thôi. Hai đứa cũng để dành tiền mua được một bộ váy cưới với viên vương miện rồi hoa cầm tay các thứ. Nhưng mà em không sử dụng được. Em vẫn về, em vẫn yêu cầu mọi người là cho em mặc cái bộ đồ đó. Xong ngồi xa lăng đặng đi ra. Nhưng mà không mặc được chị. Đai đeo bó bọt quá nhiều không mặc được cái bộ đồ vào. Vậy mà vẫn tổ chức đám cưới. Dạ, dạ. Lúc đó em nhìn thấy vợ như thế nào? Em thì cũng lo chăm sóc cho vợ, cũng lo sắp xếp. Tới một lúc cái ngày mà bên nhà trai xuống thì em lại chạy đi ra xe ra nhà trai để cho nó có thủ tục ấy. Lúc đó ăn một bữa ăn sáng em buồn quá, thậm chí ngồi rơi nước mắt. Thì nhưng mà mình cũng cố gắng mình đi qua được cái giai đoạn đó. Có nghĩa là chị có tổ chức để cho bên nhà gái mình cho xong đúng không? Dạ. Rồi mình để lành xong rồi mình mới tổ chức đám cưới bên nhà trai. Bên nhà trai. Nhưng mà hôm tổ chức đám cưới bên nhà trai là coi như em vẫn mặc đồ cô dâu bình thường như một cái đám cưới bình thường rồi. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi vậy cũng vui rồi, chị lại tưởng là đúng không? Nhưng mà tổ chức được. Thôi bây giờ hỏi nha. Đám cưới coi như chắc chắn là cái đám cưới bên nhà cô dâu là không làm ăn gì được rồi nè. Dạ. Bây giờ 2 tháng sau là bên nhà chồng có đêm tân hôn không? Chưa, ta cầu bao lâu mới bình phục? 6 tháng sau mới bình thường. Chứ 2 tháng mà làm sao? 6 tháng sau mới tháng. Em làm sao cứ vội vàng cái chuyện đó vậy? Ít nhất phải 6 tháng sau. Phải 6 tháng, 6 tháng chưa làm gì được nữa. Phải không? Thì trong cái thời gian mà lành đó là khoảng 2 tháng là vợ em đã đi lại được. Nhưng mà bên ông bà nội thì cái người xưa mà cái quan niệm là bây giờ nếu mà bây giờ chưa có lành vết thương đang gãy vậy thì mình quan hệ vợ chồng thì nó dễ bị ảnh hưởng tháo khớp rồi này kia rồi vết thương không lành đó, nên ta kiên cử. Ông bà già thì kêu mình cử một năm lận đó là treo rồi. Nhưng mà 6 tháng xong rồi là em có đêm tân hôn sau cái đêm đám cưới đó không? Đã có, bất chấp về sự ngang ngang của bất ông chấp, bà bất cụ chấp đó, vượt bất chấp hết. Luôn chị đang muốn hỏi cái cảm giác của em, em có sợ không? Cái hình em có tưởng tượng là trời ơi lỡ xong một cái rồi thì vợ mình nó gãy lại không? Nát dùng hết coi như nằm ngay đơ luôn. Không, em có sợ không? Lúc đó là em chỉ lo cái là lúc đó là vợ em bắt inox vợ em sợ là vỡ inox đang là những cái xúc ốc rồi nó văng ra ngoài. Còn chia sẻ thì ghê quá. Thì cho cái đó bị áp lực tâm lý lắm chứ bộ. Cái đó rồi cho đâu cũng sợ bị gãy. Cái đó là chồng em là nãy sợ rồi. Còn em á thì sao? Cái ông này thì ông đâu có kinh nghiệm như lúc đầu đã nói rồi. Quá hồi hộp. Thế là đeo ba con sâu đấy. Đeo đâu có được, phải đeo ngược. Rồi ngưng lại 5 phút, kết nối 3G vô coi cách rồi mới quay qua là. Rất thương, tự nhiên mình thấy vậy mình cũng an ủi là trong này thật sự là vậy. Đó là trai tân rồi. Dạ. Rồi bây giờ các em đã có con được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bây giờ thì vẫn chưa có con. Kết hôn được 2 năm 2 tháng nhưng mà giống như là sau khi lành lặn lại thì em vẫn muốn có con. Nhưng mà anh chồng em thì chưa thật sự sẵn sàng. Em chưa muốn có em bé. Không, em là em rất muốn em bé. Nhưng mà em sợ vấn đề là gì, khi mà xương á, người phụ nữ nên đầu tư xương cho cái chỗ vết thương này nè, khi mình sinh đầu tư sinh em bé thì lại dồn xương cho em bé. Chính thì xác, nó lại không đủ xác. Xương để nuôi cái này. Em hiểu và em thương chồng em hơn không? Thật sự em rất cảm động với cái điều mà lo của chồng em. Dạ. Phải không? Yên tâm, mà mới có 25 tuổi tội mà lo cái gì ảnh. Trời tôi 28 tuổi tôi mới có đứa con đầu tiên. Vợ tôi 33 tuổi mới có đứa con đầu tiên kìa. Trời ơi trời. 36 tuổi mới được thân hạnh làm cha nè, cho em biết. Còn có gì nữa thì nhắn tin cho anh chúc cái là dính liền à. Ha. Dạ. Rồi, thôi bây giờ lấy nhau về được là bao nhiêu năm rồi ta? 2 năm 2 tháng. 2 năm 2 tháng. Dạ. Bây giờ tới cái chuyện là khui đó, vạch mặt nhau đó. Bây giờ anh ấy có cái tật xấu gì không?
Dạ, tật xấu thì ảnh quá đam mê cái nghề nghiệp của ảnh. Cứ mỗi lần mà ảnh suy nghĩ một cái ý tưởng về nuôi một cái con gì hoặc là trồng một cái cây gì, nghĩa là 24/24 điện thoại và não còn thức, có nghĩa là tìm hiểu về cái đó. Cứ về tới nhà ăn cơm xong là lên nằm bấm điện thoại, xong quay qua ngủ luôn. Một tháng là không nhắc tới, cũng không hỏi han gì hết, không có ý muốn gì hết. Là quan hệ vợ chồng là bỏ bê luôn. Bỏ bê luôn. Dạ, có nghĩa là không nhắc thì thôi. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Riêng cái chuyện bỏ bê vụ kia là không được đó nghe. Đó là xấu quá đó. Xấu đau, xấu đớn luôn. Giờ tới chồng nè. Tới em đó. Vợ em thì cũng tương đối tốt, nhưng mà có một số cái như sau khi cái đợt mà bị tai nạn giao thông vậy đó. Em lại bồi bổ rồi kia cho vợ rồi kia. Đến lúc mà vợ tăng cân, tăng đến mức mà bây giờ phải tìm biện pháp giảm cân đi. Đầu tư mua thuốc này, thuốc A, thuốc B này về sử dụng. Mà khi mà sử dụng xong một lần cái mệt, cơ thể ói mệt, thậm chí nhiều khi phải vô chuyện nước biển nữa. Rồi còn bỏ bê cái chuyện kia có bị vợ càm ràm không? Rồi em ít màn ràng với một mình em lắm. Gặp đông người mới nói không à. Nói gì? Chẳng hạn như gặp một số bạn bè thân cái bảo thằng này như bê đê. Ngủ chung giường như là hai chị em ruột vậy đó. Đồ trời ơi. Nhưng mà lúc mà em nghe vậy là em có bị chặn lòng không? Lúc đó thì cảm thấy nó hơi, nghĩa là mình cũng thời gian mình chăm sóc vợ nó ít quá. Nghĩa là lúc đó mình về cũng cải thiện hơn tí, nhưng mà đến một thời gian nào đó cái mình lại như cái nó giảm dần dần lại. Nãy giờ chị nghe thì chị có một cái cảm nhận á, là cái tình trạng của tụi em bây giờ mình nó giống như là sóng ngầm vậy đó. Thì hiện giờ tụi em đang bị là chưa có cởi mở thực sự với nhau. Giống như là vợ thì nhiều khi là giỡn, nhưng mà trong đó có gửi gắm cái thiệt đó. Ví dụ như giỡn là trời ơi ông này ông giống như ông bí đê vậy đó. Thực sự cái đó là giỡn, nhưng mà trong đó nó có một chút xíu gửi gắm thực sự để mà đánh đồng em. Bây giờ hai đứa, thứ nhất là chưa có con, thứ hai là tuổi còn quá trẻ. Em hiểu không? Ví dụ như nói chứ vợ em á, bị thương thì bị thương, bị này, nhưng mà nó đã qua cái việc đó rồi. Thì cái nhu cầu của người phụ nữ á, là một cái nhu cầu có thực và một cái nhu cầu không thể nào mà mình chối cãi được cái nhu cầu đó. Mình phải sống thật với cái cảm xúc của mình. Thì thành ra nhiều khi á, chồng lại không có hiểu được cái điều đó. Em phải lưu tâm cái chuyện đó. Thì bây giờ á, hai vợ chồng nên cải thiện cái mối quan hệ này. Phải giải tỏa hết tất cả những điều này thì tự động tới 27-28 tuổi cái chuyện có con là vợ em sẽ không còn nghĩ là hăm mấy em mới có con, 28 không có con. Không có nữa. Em hiểu chưa? Mấu chốt nó nằm ở cái chỗ như vậy, tức là vợ em bây giờ đang cảm thấy rất là chạnh lòng, rất là tủi thân về cái chuyện của em đó. Đúng không? Đúng rồi. Em hiểu chưa? Trời ơi, phải chi mà hai người 45 tuổi, 55 tuổi tôi không có nói hừng hực đăng ở cái tuổi mà 25 là hừng hực vô cùng luôn. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nhất là vợ hiện tại là vợ cũng nên giảm cân đi để đáp ứng cái sức khỏe nó cũng tốt. Giảm cân giảm hay thân... không là không phải do thuốc nha. Giảm cân theo cái kiểu không phải do thuốc, không có, mà là do em đó. Do em làm cho vợ đó. Em bớt stress đi là nó sẽ ốm liền. Còn em mong muốn ông xã thay đổi gì? Dạ, mong muốn ông xã thay đổi là tâm sự với mình nhiều hơn, thay vì bấm điện thoại á thì hãy nói chuyện bàn tính về tương lai mình như thế nào. Tóm lại là do thiếu thời gian mà tâm sự chia sẻ với nhau. Với sự như là tâm sự của chị Vân thì hy vọng là hai bạn sẽ cải thiện tâm sự với nhau nhiều hơn, hoạt động cũng nhiều hơn và nhanh chóng có được em bé. Cảm ơn chị. Xin chào. Xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân ạ. Sao nhìn cương quen quen vậy ta? Dạ, chắc là con có ở trên chương trình Sắc Tăng thôi ạ. Vậy hả? Rồi, xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, con là tên là Tôn Nữ Xuân Quyên và năm nay con 33 tuổi. Vợ chồng con cùng kinh doanh ạ. Đến từ gia đình chùm sò, thì chùm tất cả các sản phẩm từ vỏ sò, ốc ngọc trai. Gia đình chùm sò. Quá dễ thương. Rồi, mời bạn. Xin chào chú Thuận với chào cô Vân. Con tên là Phan Phúc Thịnh. Thì con là dân Đồng Nai, thì con năm nay khoảng 36 tuổi. 36 là không có được kêu bằng chú nghe chưa? Khoảng 36. Trời ơi, tôi năm nay có 39 đó mà kêu bằng chú thì không biết nữa. Anh được rồi. Dạ, hiện tại thì Thịnh đang kinh doanh cùng với bà xã luôn. Dạ. Là kinh doanh về trùm sò luôn á hả? Dạ, cùng trùm sò. Vợ chồng trùm sò. Không biết rằng là hai bạn cơ duyên nào gặp nhau ta? Đi qua đi làm một công việc tốt ở nước bạn như vậy thì cái tâm trạng mình không gặp được cái bạn gái mình. Điều đó là sao? Con nghĩ là lúc đó bị sốc, mà con nghĩ giờ lúc đó là lúc mà con nghĩ là con hiểu cái người tâm thần là như thế nào, tại vì con không tập trung như được làm gì hết trong vòng
về đã dự định con định bỏ cả một cái semester để về nhưng mà rồi bỏ semester rồi một học kỳ rồi nhưng mà ảnh lại không có mặt, dẫn tới là cả một cái học kỳ đó là con không biết làm gì ở Việt Nam luôn, rồi như tâm thần là bao lâu nhưng mà bao lâu? Dạ khoảng lúc đó thì về chơi được khoảng 3 tháng ạ. Trời ơi, 2 năm thì chơi 3 tháng trời không biết về để làm gì luôn á hả? Về thì gặp gia đình cũng vui nhưng mà nó hơi nó chống chính á, tại vì là mình đã lỡ mình đếm từng ngày từng giờ để mình được về. Rồi mà giờ mình phải đếm lại. Con sao con lúc đó sao con không mua vé con đi qua mình bển qua đi kiếm bạn trai mình ta? Dạ có, con có làm vậy nhưng mà cái quy định đó là ảnh nên tập trung vào trong cái việc phục vụ người khác nhiều hơn. Cho nên khi mà con đến thì ảnh để lại một cái lá thư đó là rồi sẽ hẹn ngày mình gặp nhau. Chứ bây giờ anh muốn tập trung vô trong thời bình một. Thời bình mà cứ giống như thời chiến vậy đó trời. Viết một lá thơ con mình sao? Thịnh anh hỏi nè, Thịnh có theo một cái tổ chức nào mà bên đạo được không? Dạ đúng rồi, thấy chưa? Thì hai năm đó em đi truyền đạo. Khi mà đi truyền đạo thì sẽ tập trung vào cái công việc truyền đạo thôi. Thì cảm về nói về mặt cảm xúc thì nói chung là nó khó lắm. Thật ra là khuyên các bạn trẻ nếu mà được thì tốt nhất đừng yêu xa, rất là khổ rất là khó, mình không giải quyết được vấn đề về cảm xúc của mình, tinh thần của mình. Thì phần của em thì trong 2 năm đó cũng rất là khó, đặc biệt là nửa 6 tháng đầu tiên rất là khó, và sau đó là phải quyết định là phải xử lý vấn đề này về mặt cảm xúc, nên là mình thôi chuyện này gác lại qua một bên, rồi khi nào về thì tính tiếp. Chứ bây giờ là tại vì mỗi tuần thì em vẫn trao đổi thư với bà xã của em đó, năm lâu lắm. Nên đó là xong là thôi quyết định thôi mình tập trung vào cái công việc, rồi sau đó cũng khuyến khích bà xã thì cứ tiếp tục hoàn thành cái việc học. Còn bên đó thì có anh nào thì cứ hẹn hò bình thường, quen thì cứ quen bình thường, có nếu mà có gặp ai muốn chọn thì em cứ chọn không sao hết, ổn bình luôn. Nhưng mà hỏi hai đứa này, trong thời gian đó là hai đứa có say nắng với đối tượng nào khác không? Anh chắc tập trung hơn con. Tại vì em thì không có. Dạ. Nhưng mà thì lúc đó thì chú con biết là Quyên là ở bên đó với một cái nhan sắc này thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều anh theo đuổi mà đa quốc gia luôn á. Thì bên đúng đó không? Thì chắc đó. Chắn bây giờ hỏi về phía Quyên thôi, con có say nắng ai không? Dạ, con có say nắng, con có thích. Tại vì đôi khi nó cô đơn quá. Đúng là thật sự là cũng gặp 3-4 người rất là tuyệt vời, ví dụ như và mình cũng không biết là điểm xấu nào ở họ nữa mà mình lại từ chối nữa. Cho nên mình chỉ vừa là bạn nhưng mà họ cũng theo đuổi, ví dụ như có người thì là thạc sĩ ở bên đó rồi mình cũng không thấy điểm xấu, rồi có người thì ba người Việt thì anh ấy học, rồi anh ấy ngày nào anh cũng đi bộ chung với mình về, tại vì ở bên Mỹ thì cái thư viện đóng lúc 12 giờ đêm á, cho nên anh sẽ luôn luôn đi bộ về tới nhà với mình để mà đảm bảo mình về an toàn. Thì trong vòng 6 tháng trời anh cứ đi chung với mình mà không có nhận được câu trả lời và mình cũng rất là rung động. Rồi cái cũng có một anh người Mỹ cũng có, và anh ấy rất là dễ thương, rồi rất là đàn guitar rồi chơi và dạ, nice với mọi thứ luôn ạ. Mà mình không tìm ra được điểm gì hết để chê hết, nhưng mà tại cái và anh còn học cái nấu bò kho nữa, hoặc là nấu bò thì nấu những món Việt cho mình ăn thì rất là nice luôn. Nhưng mà mình cứ ở trong cái thế là mình rất là yêu ảnh, nhưng mà cái người này lại ở bên cạnh của mình và suốt hai mấy năm trời. Nhưng mà tại cái thời khắc quyết định đó, thì lúc đó là lúc con cảm thấy nó quá khó khăn, xong rồi con mới nói thôi. Thì tại lúc mà con thời điểm con mệt mà lúc mà mình đồng ý là ảnh sẽ đi thêm 2 năm nữa mà không biết khi nào, thì con nói thôi hay là tạm dừng một chút xíu để em suy nghĩ. Nhưng mà tại cái thời khắc đó thì xong cái ảnh đồng ý luôn, và ảnh rất là tôn trọng, và ảnh không liên hệ trong vòng 3 ngày kế tiếp. Và dẫn tới đó là tự nhiên mọi tại cái đêm đó thì mọi cái kỷ niệm nó lại về hết cho tất cả mọi thứ mà ảnh với mình đã trải qua, đã những cái lời buổi chat, buổi nói chuyện vân vân, là kỷ niệm nó về hết. Dẫn tới là bên mình đang hơi say nắng người kia, và mình đang hơi mệt với lại cái tình cảm này, nhưng mà tự nhiên tại cái đêm đó thì mình lại mình lại thấy rất là rõ ràng đó, là mình không còn tình cảm chính xác nữa với lại bên này. Và từ đó trở đi thì con dứt khoát được sau 3 đêm mà con khóc ròng luôn ạ. Thì tại vì nhớ lại cái mọi kỷ niệm thì con mới cố gắng liên hệ lại. Thì lúc đó ảnh 3 ngày ảnh cũng phải cố gắng để ảnh vượt qua,
thì sau đó 3 ngày thì ngồi nói chuyện lại thì lúc đó đã rất là xác định rồi. Là chấp nhận là yêu xa để mà hai người là của nhau đúng không? Dạ, là xác định là con sẽ ráng chờ thêm 2 năm nữa. Nhưng mà còn Thịnh thì sao, lúc mà cổ nói cái gì mà anh cho em thời gian để em suy nghĩ lại, lúc đó Thịnh có sợ là mất không? Không, mà Thịnh cũng ok mà. Lúc đó là gì, em đã rất là mở rồi. 6 tháng đầu tiên là 6 tháng khó khăn. Mà sau đó thì về mặt cảm xúc thì em cũng đã tự giải quyết được. Và lúc đó thì cũng có nói với bà xã là em cứ thoải mái, em cứ lựa chọn cái quyết định tốt nhất cho mình. Không cần phải ràng buộc gì với nhau hết. Như vậy là mạnh nhất. Nhưng mà cuối cùng tình yêu của các bạn dành cho nhau nó quá lớn. Nên chính vì vậy mà nắng cỡ nào đi nữa cũng có cái nó che à. Đúng không? Nhưng mà bây giờ mình phải hỏi thằng này nè. Sao 4 năm luôn? Sao 4 năm lúc đó. Mà cái ngày đầu tiên mà các bạn gặp nhau á, lúc đó là sao? Thì một gặp, cái cảm xúc đó quá đúng không? Hả, thì đó thì phải vậy thôi chứ sao vậy? Bây giờ nè. Tôi muốn biết câu chuyện các bạn như phim. Tôi rất muốn biết là sao 4 năm lần đầu tiên các bạn chạm mặt nhau là ở đâu? Ở sân bay. Ở sân bay. Lúc đó không, anh về rồi, anh về rồi, anh qua nhà rồi. Qua nhà đúng không? Dạ. Là không ra sân bay đó không hả? Ra sân bay đó, em đã không ra sân bay đó. Tại sao vậy? Anh về trước ạ, anh về trước rồi xong một tháng sau con mới học xong thì con đã cố để mà học không, xong. Không biết rồi, nhưng mà ý chú muốn hỏi là tại sao Thịnh lại không ra sân bay đó bạn gái mình? Tại vì về mặt tâm lý lúc đó thì cảm thấy là chưa có sẵn sàng. Mình thấy là quen nhau cũng hơn cũng lâu rồi nhưng mà mình cũng đi công việc cũng lâu rồi. Và bạn gái mình ở bên đó thì cũng học rồi, mình có gặp duy nhất một lần là cái lần mà đầu tiên gặp thôi, Vũng Tàu vũ trụ lúc rồi bây giờ cái lần thứ hai là sao đây, gần 4 năm rồi. Mình không biết là sao ta, bây giờ mình phải cư xử như thế nào nữa, nên là mình kêu thôi bây giờ nếu mà mình đi gặp rồi mình gặp gia đình của bà xã mình rồi mình nói làm sao, mình đúng nói rồi. Để là con là bạn trai của Quyên rồi ông bà già vợ của mình, ủa là làm sao không biết gì hết, rồi mình cư xử làm sao, mình cũng ở vào cái thế khó, nên lúc đó là mình nói kêu thôi vậy thì cứ để cho Quyên gặp gia đình trước đi, mọi việc đâu rồi lấy đâu, sau đó mình chủ động mình gặp sau thì nó sẽ dễ hơn. Đó lý do là sao em không có ra sân bay. Rồi sao rồi thôi bỏ cái vụ sân bay luôn, chạm mặt đi bây chạm giờ đi. Cái lúc chạm mặt đi, lúc chạm mặt đó chạm mặt ở nhà ở đâu đúng không? Ở đâu anh nhớ, ở nhà mày gặp ở nhà thôi, là anh nhà ai nhà Quyên ở nhà mình, qua nhà Quyên đó, là gặp Quyên, gặp phụ huynh luôn đúng không? Rồi sao lần đầu tiên chạm mặt nhau nó sao? Con gái con đã đếm từng ngày rồi, cho nên con thật sự rất là mong chờ cái ngày được gặp, và con thật sự là đếm là còn 500 ngày, còn 400 ngày, rồi còn 300, rồi xuống còn 60 ngày, rồi xuống còn 1-2 ngày thì con đã rất là muốn gặp rồi. Tại vì trong cái thời gian nói chuyện thì con cũng ngại, anh cũng ngại nên không có nói chuyện video, cho nên cũng không có thấy mặt đâu ạ. Nhưng mà mình nhớ thì cái ngày gặp nhau đó mình ảnh thì như những gì mà mình nghĩ thôi, thì con gặp rất là rung, nhưng mà mình đã học ở bên Mỹ về thì mình phải control được cái cảm xúc đó, thì thấy ảnh thì rất là vui rồi ạ. Còn Thịnh cũng bình thường, em cũng gặp bình thường này, cũng nói chuyện bình thường thôi, không mà dĩ nhiên là không gặp nhau rồi, không có gì luôn, không em không bảo cho tôi hình dung nghĩ đi, không làm phim nữa, không làm phim gì cặp này nữa, chạy tới mình mặc cho phụ huynh đứng dưới bên chị Dân đó, gì vậy? Anh Thịnh em gì em Quyên nè, anh Thịnh trời ơi giống như anh sợ với chị Quyên á nhá, không trời ơi chị Quyên á, trời ơi trời đất ơi sao mà rồi sau đó là sao? Sau đó thì tụi em tiếp tục hẹn hò, gặp trực tiếp nhiều hơn, dành thời gian với nhau nhiều hơn. Rồi mới nắm tay lần đầu tiên, có những cái cảm xúc nắm tay. Sau mấy ngày thì nắm tay, chắc nắm liền quá, chắc nắm tay nồng nàn rồi sao? Cái lần. Ủa tụi con cưới nhau bao lâu rồi? Dạ 11 ạ, quen nhau 14-15 năm rồi. Rồi sao? Cưới nhau được 11 năm rồi. Chạm tay. Cái chuyện xảy ra nó cũng là biết nhau là biết mười mấy năm trước. Rồi xa nhau 4 năm, rồi về gặp lại nhau ha. Rồi bao lâu mới cưới? Dạ 8 tháng. 8 tháng. Là con đâu có quay về Mỹ lại nữa không? Dạ không. Ở đây luôn. Dạ, con về luôn ạ. Về luôn là chắc là cũng về ông này là đúng không? Dạ, đúng rồi. Là sau 8 tháng là lấy nhau. Rồi dạ, ông này. 4 tháng thì ảnh cầu hôn rồi 8 tháng. Nhưng mà trong cái 8 tháng mà mình va chạm cụ thể trực tiếp với nhau như vậy thì có nảy sinh những cái tính cách mà không phù hợp không? Có cãi nhau, có ghen tuông, có gây lộn, có này kia nọ không? Có một cái bức tường mà phải vượt qua, là tại vì nó không có thoải mái. Ảnh cũng không có thoải mái lắm. Là gì? Về mặt cảm xúc mà. Về mặt cảm xúc. Tại vì dù sao thì cũng 4 năm không có ở cạnh nhau á, cho nên bây giờ phải học cách để mà đúng giải rồi. Quyết cùng với nhau, rồi học cách để chia sẻ với nhau mà không phải chia sẻ dạng nói chuyện nữa, mà là gặp trực tiếp ngồi nói chuyện với nhau. Rồi bây giờ ảnh cũng không
anh cũng rất là giống như yêu thì rất là nhiều, nhưng mà bây giờ cũng không biết bắt đầu làm sao hết, thì phải có một cái bức tường đó nó phải đập vỡ. Phải từ từ thì, từ từ thì đúng anh không? Nói, dạ, và ảnh nói cho ảnh thời gian. À, con á thì con về vì ảnh, cho nên con cũng con thấy hết. À, con cũng không biết là bước tiếp theo như thế nào, thì cái cảm giác đó nó hơi khó chịu. À, hiểu. Và không biết là ảnh có ảnh có sẽ tiến tới với mình hay không, thì nó có hơi khó chịu. Nhưng mà đến 4 tháng sau là ảnh cầu hôn. Dạ. Đúng dạ, không? Đúng. Và cái bức tường đó chắc tôi nghĩ là nó xây nó cao bao nhiêu tháng trước đó. Bao nhiêu lâu thì đập được cái bức tường đó? Dựng tháng. Dạ, khoảng 2 tháng. Đến bức tường Berlin dễ sợ lắm. Nhanh lắm chị ơi, tại vì họ yêu nhau lắm mà. Đúng không? Thôi nhưng mà lúc đó là công việc của con. Của Thịnh á là có khó khăn gì không? Không, lúc đó thì công việc của em rất là thuận lợi. Ừ. Thì có đi làm việc cho công ty nước ngoài. Ừ. Sau đó thì lương cũng tốt. Ừ. Đó, thì sau khi mà có lương thấy cũng ổn thì lúc đó mới có ý định là thôi thì kết hôn với bà xã. Cầu hôn. Ừ. Mà cầu hôn có lãng mạn không Nguyên? Dạ, nóng với lại khô và gió, thì lúc đó ảnh rủ đi trên leo núi Bà Đen á, mà nó rất là nóng. Và ảnh không có chuẩn bị cái nhẫn, ảnh thì lấy cái dây cỏ. Nhẫn cỏ, nhẫn cỏ. Thời điểm đó là nhẫn cỏ em ơi, cái thời điểm đó là nhẫn cỏ là màu đen đó. Cầu hôn trên núi. Dạ, nó rất là nóng. Những cỏ cho em không lên tới nổi nữa, cái ảnh nói vậy thôi đứng đây cũng được. Sao Nguyên? Sao Nguyên? Cái lúc đó là sao? Dạ, lúc đó thì thật sự đang rất là nóng mà không có gió luôn à. Và nó đang mồ hôi nhễ nhại mà ảnh cầu hôn thì cái đó là cái điều mình mong mà. Cho nên mình cũng vui chứ, nhưng mà cái ấn tượng của nó là nó nóng tại thời điểm đó rất là nóng. Nói chung là nó cũng lãng mạn gì hung á. Ừ, nó lãng mạn gì hung, nóng quá không lãng mạn nổi thật sự. Đúng rồi á, giờ thì con muốn đi xuống thôi ạ. Nóng quá lẹ cho rồi đó. Ừ. Nhưng mà là cái chuyện đó là cái chuyện phải tới thôi. Ừ. Dạ. Đúng không? Rồi hai bạn là 4 tháng sau cưới. Dạ. Lấy nhau xong về là có con liền không hay là đi chơi bời đã đời rồi mới có con? Dạ, 3 tháng sau thì là mới bắt đầu có nghĩ tới việc có em bé. Và cũng là thời điểm khởi nghiệp lần đầu tiên luôn thì cái khó của con hồi mới bắt đầu kết hôn đó là vừa làm quen với chồng vừa lại bắt đầu có bầu. Xong rồi vừa là khởi nghiệp và ra những cái quyết định rất là sai cho nên mất tiền hết sạch luôn, mất tiền phải 3-4 tỷ bạc là mất sạch tất cả những gì mình có. Thì dẫn tới đó là mất 7 năm sau thì con phải làm để trả lại cho những gì mình đã gây ra cái quyết định sai. Là hai vợ chồng cùng làm giống như là 7 năm giống để mà kiếm lại 3-4 tỷ để trả nợ đúng không? Dạ, thì mình sẽ cố gắng để duy trì cái việc đó. Rồi tới năm 2018 thì mới lập ra cái công ty khởi nghiệp thứ ba. Coi như là cái trùm sò nó đã cứu lại tất cả mọi thứ. Dạ. Đúng không? Trùm sò đã cứu lại tất cả. Nhân nhắc cái vụ trùm sò thì mai hỏi luôn. Cái về cái kinh doanh sò của con nó là như thế nào? Dạ, con làm tất cả các sản phẩm từ vỏ sò ốc ngọc chai, giống như có cây bút ở trên. Đây là cái sản phẩm, đây là cái gì? À, mình nhìn này giống như đá xà cừ vậy đó. Dạ, đúng rồi. Vỏ sò. Và có bàn và bàn với lại vỏ sò. Thì mình muốn trở thành như quà tặng quốc gia của Việt Nam, giống như Mont Blanc vậy. Ngoài viết ra thì còn đấy, là những mặt hàng nào làm bằng sò? Nếu mà không nói, nếu mà bạn cái viết này, nếu mà cận focus vô á, nếu mà không nói là bằng sò, bằng ngọc vỏ chai thì cũng mình cũng không có đoán không ra được. Mình không đoán ra được tại vì nó rất là đẹp, nó giống tình như đá. Nghe. Đúng không? Nó giống như là đúng loại đá mà đá quý vậy đó. Nhưng mà chứ em mờ. Không, cái này nó sẽ là một cái gọi là đặc sản của gọi là Plum Sài Gòn. Công gọi là tiểu thủ công nghệ gọi là tinh xảo của Việt Nam mà đặc sản của Việt Nam. Này là mấy ông nước ngoài đó. Chữ M là gì vậy con? Là tại vì khắc cho khách đó là một trong những cái mẫu đầu thì con có khắc cho khách. Nhưng hiện tại bây giờ thì nó là cái logo cánh bướm là Plum Sài Gòn. Nữa ha, mình mạ vàng cái này nó vàng. Dạ, nó vàng trắng. Này vàng trắng, vàng trắng. Nào khắc cái chữ tờ ở nhớ đưa cho chú nha. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, chúc mừng hay quá rồi. Ok, thôi bây giờ mình tới cái vụ qua chị Mộc ạ. 11 năm chung sống rồi. 4 năm đi xa. Chắc là những cái thói hư tật xấu á, dường như cũng quên đi đó là thói hư tật xấu rồi, mà nó gần như là một cái thói quen không thể thiếu được đó. Thực sự những cặp vợ chồng mà sống lâu với nhau á, là những cái mà chưa hoàn mỹ của chồng và của vợ á, thì nếu như mà hai đối phương chưa sửa thì gần như nó là một cái thói quen mà gần là cố hi cố hỉ rồi. Thôi mình nói trắng là tật xấu đi chị Mùa. Tật xấu đi, lên kênh này là mình phải viral cái tự tật xấu đó. Thì bây giờ nó thẳng luôn nè Nguyên ơi. Nhìn thấy Thịnh nha, người rất là lịch thiệp nha, rất là điềm đạm. Bây giờ không biết là anh ấy có những cái tật xấu đáng yêu nào. Tật xấu đáng
Dạ. À, con nghĩ là ai cũng có tật xấu. À, nhưng có một cái nó giúp cho con á, à, tại vì ở trong cái trường đại học á, nó có là cái lớp chuẩn bị kết hôn á, thì khi mà mình học trong lớp đó mình học được vài cái nguyên tắc mà nó giúp cho mình, nó giúp cho cả hai vượt qua những cái tật xấu đó rất là nhanh. Ví dụ như là nguyên tắc là nếu nguyên tắc thì hãy giống nhau, nhưng mà sở thích thì phải cứ để nó tự do. Cho nên nó, nếu như mà là nguyên tắc, ví dụ như nguyên tắc đó là ngoại, không ngoại tình, là không sống thử, là không rượu bia, không nói dối, vân vân, thì đó là nguyên tắc, thì con với lại chồng có chia sẻ cùng một cái nguyên tắc. Thì còn lại nếu như mà là sở thích đó, như là anh thích bóng đá, em thích cầu lông, thì anh thích xem phim hành động hay em thích phim lãng mạn, thì cứ để nó tự do. Thì khi mà thấy nó đụng vô nguyên tắc thì con mới dính tới, còn khi mà nó chỉ là sở thích thì con để nó luôn. Rồi thì bây giờ chú không cần biết sở thích hay nguyên tắc gì, chú chỉ cần biết là chồng con có những cái tật xấu nào không mà con chưa hài lòng đó. Ví dụ như bày hay là con chưa hài lòng về cái tật đó của chồng. Thí dụ nha, những cái tật xấu nè, bày hay là chơi game nè, thả bom nè, rồi ở nhà đó là hay lượm thượm, rồi hay quên rồi gặp gái hay nhìn cái ngày đó, là những cái tật xấu. Thì chồng con có những tật xấu đó không? Ảnh chắc là cái tật xấu của ảnh thì cách làm không có thích gặp những người ảnh không thích. Thật sự cái đó là bình thường, nhưng mà nó không có bình thường trong cái việc mà kinh doanh hay khởi nghiệp. Cho nên ảnh sẽ không làm những việc ảnh không thích và không gặp những người ảnh không thích. Chết cha, vậy là con phải giống nhau rồi. Không có làm ăn được nè. Không thích ai là không hề muốn gặp luôn á. Nhưng mà có những cái em phải gặp. Dạ, như đối tác của em phải gặp chứ, mặc dù em không thích người ta về tính cách, em không thích người ta về con người, người ta kể người ta, nhưng công việc em phải gặp chứ. Thật ra cái này nó liên quan tới cảm xúc đó nha. Đúng không Thịnh? Nó liên quan tới nhưng cảm mà xúc em làm nghệ thuật thì em cho được. Dù cái người đó họ có thể mang không, cái này cho em xin nói thêm, có thể là người đó sẽ mang cái lợi ích cho mình, nhưng mà khi mà chú đã không thích rồi là chú không cần gặp luôn á. Anh chưa gặp luôn á, nhưng mà anh không thoải mái, anh không đi không gặp. Rồi ok, cái đó gọi là tật xấu không ta? Xấu xấu không phải là tật xấu, mà nó là một cái hạn chế trong cái công việc của mình. Hạn chế về tính cách. Ok, rồi tiếp đi. Cho nên dẫn tới đó là ví dụ như con, ví dụ như gặp cái khách hàng đi, hoặc là đi một cái hội nghị vân vân, thì ảnh sẽ nói thôi em đi anh trông con. Thì cái đó con cũng không thoải mái, nhưng mà con sẽ phải làm những gì mà ảnh không chịu làm. Đúng rồi. Cho nên nó sẽ đẩy con ra ngoài. Dẫn tới đó là mình buộc phải làm như vậy, mà mình phải cố gắng để thoải mái với việc đó. Dù mình cũng không có, mặc dù mình cũng không thích á. Dạ, đôi khi mình cũng vướng bận con cái, con đang khóc la vân vân, nhưng mà ảnh thích thì mình sẽ làm. Con mấy đứa rồi? Dạ hai ạ, một đứa 5, một đứa 10 ạ. Rồi. Sao nữa nè, con tật gì nữa nè? Ảnh nóng tính, với lại ảnh hay dễ bỏ cuộc hơn. So với lại hai người thì ảnh sẽ nóng tính hơn nhiều. Với lại ví dụ như làm một cái việc gì đó, thử một cái gì mới, ảnh không phải cái việc ảnh quen, hoặc là thử một cái mới mà nó gặp khó khăn một chút, ảnh sẽ nói thôi bỏ đi. Nhưng mà con thử tiếp thì sẽ được, thì con nói là thôi đừng có bỏ thì nó sẽ được. Nó hơi dễ bỏ. Là chợ không gọi là không gọi là không kiên trì lắm trong cái thử thách muốn trong cái thử thách đó. Đúng rồi. Lúc còn, mà anh hứng ảnh rất là hứng, nhưng mà lúc hết hứng thì thôi. Nhưng mà ở trong nhà thì sao, công việc nhà thì như thế nào? Ảnh quán xuyến thì sao, ảnh có phụ giúp ai làm? Con làm công việc nhà là ai làm? Thật ra san sẻ ảnh gọn gàng hơn con. San sẻ thì tốt rồi. Tốt rồi. Như vậy có một chút xíu thật xấu thôi đúng không? Bây giờ con mong muốn Thịnh thay đổi gì? Ảnh vẫn cần 63 năm nữa để ảnh khắc phục, cho nên thật sự là tại thời điểm này là ảnh hoàn hảo rồi. Còn những cái năm tới thì anh bớt nóng, mà con nhắc mỗi ngày, và ảnh đã cố gắng để bước ra khỏi cái vùng thoải mái của ảnh, cũng đang cố rồi ạ. Ok. Tức là giờ chỉ mong ảnh bớt nóng thôi đúng không? Quá hay. Thịnh rất là may mắn có một cô vợ rất là tâm lý nha. Thế còn Thịnh nè, tật xấu của cô ấy là như thế nào? Nãy giờ thấy cô ấy có vẻ như không có gì nữa là tật xấu chứ, đúng không Thịnh? Em rất là biết ơn là vợ của em, thì em người vợ rất là may mắn, vợ của em rất là thông minh và rất là giỏi, đó là một cái may mắn của em. Còn về những hạn chế hay là những cái tật xấu thì ai cũng có hết thôi. Đúng rồi. Thì về cái phần của vợ em thì đó, thì có những cái, ví dụ như cái tính của em thì em mà không thích ai thì em không gặp, nên là vợ em thì cứ hay
hay, hay dùi em đó là thôi anh cứ đi đi rồi anh đi gặp đi chứ em phụ nữ sao em đi gặp rồi con cái rồi ai lo rồi đó, thì cứ lặp tới lặp lại em thì em lại không thích cái cách đó. Ví dụ như em nói là em không thích là khi không thích đừng có hỏi lý do tại sao anh không thích và tại sao anh không làm, mà vợ em thì phải cố gắng để giải quyết cái vấn đề đó. À anh thấy anh không thích thì anh cũng phải tạo làm sao anh có động lực để anh làm cho nó được chứ, tại vì mục tiêu chung chứ. Em anh không thích là anh không làm, tới giờ vẫn vậy đúng không? Tới giờ vẫn vậy, tức là luôn luôn đẩy cố gắng đẩy em để cho em di chuyển. Nhưng mà cuối cùng em có di chuyển không? À cố gắng cũng phải cũng di chuyển, cũng di chuyển vì vợ. Vì vợ. À một cái thứ hai nữa là vợ của em nó là có những cái mà sai thì mình phải chấp nhận mình sai. Không chịu. À tức là không phải là không chịu, nhưng mà tại cái thời điểm đó là không có chấp nhận là mình sai. Là có thể là thời điểm khác thì em sai được. Mà không, cái này là sai thật, cái này là sai, mình phải chấp nhận cái mình sai. Rồi mình sửa cái sai đó sao cũng được. Mà bà xã của em đó là không có chấp nhận cái sai. Luôn tìm cách cái gì đó để hợp thức hóa biện bảo, biện bảo biện là mình đúng là, em vừa nói đó, vợ em rất là thông minh thì đó là cái thông minh. Thì với em thì chỉ có có ghen không em thì có không ghen. Vợ có ghen với em không? Không, vợ không có ghen, mà em thì đôi khi em sẽ ghen một tí với vợ của em. Đây vợ em thì thỉnh thoảng cũng đi gặp rồi cũng gặp người này người kia, tại vì trong giới làm ăn mà đó, thì đôi lúc thì cũng có một tí xíu ghen, mà đó là lâu rồi, xa xưa rồi. Bây giờ thì cứ thoải mái. Ủa nhưng mà vợ là không có ghen với mình. Không. Ok. Em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? À, chị có mong muốn cái mà mình sai thì mình chấp nhận là mình sai, rồi mình sửa. Cái đó là cái mà em mong muốn thôi. Em có nói gì không? Không. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. À, em biết em nhiều khuyết điểm lắm ạ. Em mới làm mất chiếc nhẫn anh tặng, em hay quên. Mới tặng có tuần à, cho nên ảnh tự nhiên là mất rồi. Với lại đôi khi bận quá cho nên cũng để con chơi điện thoại hơi nhiều, thì cho nên em biết đó là em nhiều khuyết điểm lắm ạ. Không, chị thấy gì nè, tụi em là đang là rơi vào trường hợp gì biết không? Hai người giỏi ở chung một nhà. Thật sự em không biết đâu, hai người mà cùng giỏi ở chung một nhà để mà hòa thuận được với nhau, để mà có thể song hành được với nhau á, là một điều rất là khó. Khó mà phải từ cả hai người đều phải hiểu được cái điều đó và để nhịn những lúc nào đáng nhịn. Cái đó là chị nói thiệt. Đó. Nhưng mà rất may là vợ em là cũng thuộc tiếp người gọi là biết mềm dẻo đúng lúc đó, để có thể chế ngự được em. Đúng thì rồi. Em là tánh em cũng nóng lắm. Đó, và cũng cứng đầu lắm, có nghĩa là anh không thích thì đừng có ép anh làm những cái chuyện đó. Ví dụ như cơ hội này không đến thì nó sẽ có cơ hội khác, chứ không nhất thiết phải đâm đầu cho Còn phụ nữ lại khác, phụ nữ là tham công tiếc việc là một, nhưng mà tiếc cơ hội nữa, bởi vì cái cơ hội đó nó tới là mình phải nắm bắt, chứ không mà nó vượt qua mất, bị cái thời gian nó không có chờ mình đó. Em với vợ em cũng rơi vào trường hợp đó đó. Đó thì không có nói chuyện đó thiệt, nhưng mà như thế này thực sự trong trường hợp như vậy, tại vì đó là khí chất của chồng em rồi. Như Thuận như vậy là khí chất rồi. Tại vì nếu mà mình ép người ta làm một cái điều người ta không thích, người ta không feel, thì cho dù em có gặp đối tác đó thì cũng không thành công trong cái việc đó. Đúng vậy. Thành ra nếu em cảm thấy là em có thể thay chồng làm được cái điều đó thì em làm, còn nếu em không thích bỏ luôn. Hay quá. Ví dụ chị nói thiệt, bỏ luôn, không cần thiết phải vậy đó. Dạ đúng. Đó, đúng không cưng? Dạ, đó là cách em cũng cố học được đó. Thì tôi nói với anh ấy mà tôi cũng học được rất đúng nhiều. Không? Em bên em cũng vậy, bên Thuận cũng vậy. Mỗi lần em biết không, khi mà anh đã rất rõ quan điểm nha. Anh, tại vì anh và vợ anh là cũng giống như hai vợ chồng, cũng làm chung vợ chồng của Thuận cũng rất là giỏi, hai đứa đều giỏi hết trơn. Thì anh không muốn gặp người đó, nhưng mà vợ anh cũng đi chàng em. Không phải đi, không phải gặp đi. Nó có một cái lợi ích cho mình, không phải lợi ích nữa, mà nó là một cơ hội. Bỏ đi, anh rất là phí. Vợ anh sẽ nghĩ với con. Trời, anh không biết em như thế nào nghe chứ, anh nói thật thì anh nói, no, không đi là không đi. Để bây giờ sập cái số này là em nhớ lưu cái số này lại, em đưa Liên nó coi. Hiểu không? Liên nó coi để nó hiểu được cái vấn đề đó. Nói chung là cảm ơn các bạn. Các bạn vừa kể cho anh và chị Vân nghe một cái chuyện tình rất là đẹp. Là có được chuyện tình. Một cái chuyện tình 4 năm. Tính làm phim nhưng mà nó không có cao trào. Nó bị gãy ở chỗ bàn là nó, không? Nó không có cao trào. Đó. Và một cái câu chuyện gia đình rất là cũng đẹp. Cũng đẹp luôn. Và các bạn sinh ra là để cho nhau. Và anh chỉ mong rằng là trong cuộc sống hai bạn sẽ càng yêu nhau hơn. Và có được nhiều sức khỏe, và
và cùng phát triển thương hiệu mà cái châm sò là một cái hàng top luôn nha. Dạ, xin cảm ơn. Cái này mà tụi em phát triển lên là nó là gọi là rạng danh cho cái tiểu thủ công mỹ nghệ. Đúng rồi, là đó một cái sản phẩm của Việt Nam. Cố gắng nha. Ok, xin cảm ơn. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.